Xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên một cái video về hàng dược liệu. Ngày hôm nay là ngày mấy nhỉ? Chả nhớ ngày hôm nay ngày bao nhiêu nữa. Tướng khẩn tươi sâm quy đá đen củ hoàng tinh thủy ô dâm dương hóc tươi lên cây sâm tiên mao rất là đẹp luôn, củ dài đẹp chưa, sâm tiên mao quá đẹp luôn, rừng đen đông trùng hạ thảo tươi, hạt sang nhé mọi người nhé, cái này hỗ trợ bóc luôn cho mọi người 8.000 một hạt, mọi người mua ấn luôn là giỏ hàng giúp em. Củ hàng này hàng 90 này, hàng này hàng 60 này, hàng 32 này. Lụa thì có hai loại, một loại là 800, một loại là 900. 800 là 900 đây, 800 đây. Mọi người mua thì ấn vào giỏ hàng giúp em nhé. Mua trên giỏ hàng sẽ được hỗ trợ giá cũng như hỗ trợ cước rất là nhiều. Quả la hán, tinh dầu sả, mật ong, mật đắng, mật ngọt.